Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây Xuân Lâm xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai 17 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, tại Lâm Đồng những ngày gần đây đang chịu ảnh hưởng chủ yếu của hình thái thời tiết gây mưa rào rải rác trong ngày, có lúc có mưa to và dông. Thời tiết diễn biến như vậy bởi vì tại Lâm Đồng đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình. Đáng chú ý, trong chiều và đêm nay đã xuất hiện mưa dông tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được là tại huyện Đam Rông, thành phố Đà Lạt cũng như là huyện Lạc Dương, với lượng mưa đo được khoảng từ 45 đến 55 mm. Những khu vực còn lại có mưa nhưng lượng không đáng kể. Tuy mưa với lượng không đáng kể, nhưng thời tiết nắng nóng cả ngày nên các địa phương có mưa lưu ý, mưa lớn cục bộ sẽ kèm theo mưa đá, tố lốc sét và gió giật mạnh. Điển hình như cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh vào các ngày 14 và 15 tháng 6 vừa qua tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đã làm nhiều diện tích cây ăn trái của người dân bị thiệt hại nặng. Nhiều mái nhà của người dân cũng bị tốc mái, trong đó có một mái che trong một trường học bị đổ sập. Chính vì thế, quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, sạt lở đất trên các sườn dốc, đường đèo, ta luy dương ở các địa phương. Cụ thể, thời tiết của các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa kèm theo dông và sét. Nhiệt độ dao động khoảng từ 17 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm. Trong ngày mai, trời nhiều mây, đến chiều và tối khả năng sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ khoảng 19 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Thời tiết khu vực này cũng dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.